Hello, chào anh chị em và các bạn trên YouTube đang theo dõi channel của Lão Non Tướng Marine. Hiện giờ thì tụi này ngừng lại ăn phở tại thành phố Fort Worth thuộc tiểu bang Texas, cách nơi mình ở về phía bắc khoảng chừng 3-4 tiếng lái xe. Tụi này đang trên đường đi thành phố St. Louis thuộc tiểu bang Missouri để tiễn đưa một người bạn rất thân của Tuấn đến nơi an nghỉ cuối cùng. Anh bạn này ngày xưa đã từng đi lính với mình trong cái cuộc chiến vùng vịnh vào năm 90 và 91 đó. Thì anh bạn của mình mới vừa mất khoảng 2 tuần trước qua một cơn bão bệnh. Thì hôm nay thì tụi này bắt đầu đi lên cái thành phố đó. St. Louis cách nơi mình ở cũng khoảng 14-15 tiếng lái xe. Thì thành phố Fort Worth hay là Dallas ở Texas đó là đang trên cái đường của mình đi. Thì bởi vì mới ghé vô đây để ăn phở. Một chốc nữa thì Tuấn sẽ đến ngay chính giữa cái đoạn đường là thành phố Oklahoma thuộc tiểu bang Oklahoma. Thì nơi đó thì sau khi check in khách sạn để nghỉ đó thì Tuấn sẽ làm một cái clip. Tại vì cái nơi đó nó phù hợp cho cái đề tài hôm nay. Thì một chút nữa thì Tuấn sẽ chia sẻ với anh chị em một câu chuyện lịch sử. Thôi một chút nữa mình gặp lại nhé. Ok, bye bye. Hello again các bạn và anh chị em trên YouTube. Đến chiều tối rồi thì mình cũng đến thành phố Oklahoma. Thì hôm nay thì Tuấn làm cái clip với cái đề tài là kể chia sẻ với các bạn và các anh chị em một câu chuyện lịch sử, một sự kiện có thật và có thể nói là một cái trang sử thật đen tối và đau buồn của quốc gia Hoa Kỳ, đặc biệt là cho những người thổ dân da đỏ. Mình chạy xe ở ngang qua cái tiểu bang Oklahoma này đó thì mình thấy có những cái địa danh như là Choctaw, Chickasaw, Seminole Creek. Thì đây là tên của những vùng tự trị của những thổ dân da đỏ này, mà nguyên thủy thì họ không có sinh sống và lớn lên ở cái vùng đất này. Tại vì những bộ lạc này đó trước thế kỷ 18 đó là họ sống ở những tiểu bang khác. Thí dụ như hai cái bộ lạc Choctaw với Chickasaw đó là họ đến, họ sinh ra và lớn lên từ cái vùng đất bây giờ là tiểu bang Mississippi. Và hai cái bộ lạc là Cherokee và Creek là họ đến từ cái miền Tây Bắc của tiểu bang Georgia hay là tiểu bang Tennessee. Và bộ lạc có cái tên Cherokee đó thì họ lúc trước thế kỷ 19 đó, thì họ sống chung quanh tiểu bang bây giờ là Florida. Và tại sao họ bị chính phủ Hoa Kỳ bắt họ phải đến đây và sinh sống? Tại vì đầu thế kỷ 19 đó, cái vùng đất này chưa phải là một cái tiểu bang Oklahoma, chỉ là một cái vùng đất có thể nói là khỉ ho cò gáy, không có trồng trọt, không gì hết. Thì bởi vậy chính phủ Hoa Kỳ coi như là cấu kết với những người chủ đồn điền bắt những cái bộ lạc này phải rời cái vùng đất họ sinh sống đến đây. Cái lý do là họ cần đất, họ muốn chiếm đất, không? Tại vì bạn sống ở trên một cái vùng đất nào mà phì nhiêu màu mỡ hay là họ phát hiện ra vàng á thì tất nhiên họ muốn lấy đất của bạn. Thí dụ như bộ lạc Creek lúc trước thì sống ở cái vùng đất bây giờ là miền Tây Bắc tiểu bang Georgia. Thì lúc đầu đó thì cái bộ lạc Creek á có thể nói là rất là friendly với những người di dân da trắng và họ cho những người này vô ở. Và khi mà những cái người dân mới này đó phát hiện ra ở cái vùng đất thuộc tiểu bang Georgia này có vàng đó thì từ từ họ mới chiếm đất và muốn xua đuổi những cái người thổ dân này ra khỏi cái vùng đất này. Thì bởi vậy họ cấu kết với chính phủ Hoa Kỳ lập ra những cái đạo luật gọi là Indian Removal Act. Thì từ năm 1830 mãi cho đến năm 1850, đây là cái thời gian họ bắt buộc những người thổ dân phải di tản hết khỏi những cái vùng đất màu mỡ này và đi đến những cái khu tự trị mà họ lập ra ở
cái vùng đất hiện giờ là tiểu bang Oklahoma, bởi vậy bây giờ mới có tên những cái địa danh như vậy. Thì ai là có thể nói là cha đẻ của cái chuyện mà tịch thu đất đai của những người thổ dân và đẩy họ đến cái vùng đất này? Đó, đây là ông tổng thống Jackson. Ông này đó có thể nói là một người hùng của cái trận đánh chống lại quân đội Anh ở thành phố New Orleans thuộc tiểu bang Louisiana vào năm 1812, và sau đó thì ông ta lên làm tổng thống, và ông ta có thể nói là cấu kết với những địa chủ, những người chủ đồng điền để lập ra cái đạo luật Indian Removal mà mình mới vừa nói hồi nãy đó, để chiếm đất của họ và đẩy họ đi đến đây. Ông này có thể nói là cũng là vị cha đẻ của đảng Dân Chủ bây giờ. Các bạn thấy đảng Dân Chủ, cái con thú vật mà được làm một cái mascot đó của cái đảng Dân Chủ là con lừa, là tại vì có nhiều một người viết báo đó, họ rất ghét ông Jackson này, họ gọi ông này là cái con đấng kỳ, là cái con lừa. Thì bởi vậy những người thuộc đảng Dân Chủ sau này mới lấy cái con lừa làm cái mascot cho cái đảng của họ. Thì cái thật ra ông này là vị cha đẻ của đảng Dân Chủ luôn. Các bạn thấy đây là một trang sử có thể nói là đau buồn, là tại vì đó, những người thổ dân da đỏ đó bị, không phải họ được di chuyển bằng phi cơ hay là xe tải, mà họ bị bắt phải đi bộ từ nơi họ sinh sống ở những cái tiểu bang Alabama, Tennessee, Florida và Mississippi. Họ phải đi bộ cả hơn cả ngàn dặm đến ở cái vùng đất này, mà đi bộ thì có thể nói là trên 20.000 người của những bộ lạc này đã bỏ mạng trên đường đi, đặc biệt là sau năm 1838, coi như là cái deadline đó, cái thì điểm cuối cùng mà họ bắt buộc phải rời khỏi đó, thì họ bị chính phủ Hoa Kỳ dùng quân đội áp tải họ trên đường đến đây. Những cái bộ lạc mà trước khi họ đi những cái năm 30-31 thì họ đã đi qua những cái vùng đất này, thì họ đã giết những cái con thú vật trên đường đi rồi, thì những cái nhóm sau này đó có thể nói là cái sự chết chóc nó xảy ra nhiều hơn. Thì bởi vậy rất nhiều người chết, bởi vậy họ mới đặt cái con đường mà đi đến tiểu bang Oklahoma là gọi là con đường Trail of Tears and Death, thì có thể tạm dịch là cái con đường mòn đau khổ và đầy chết chóc. Đây là một, giống như hồi nãy mình nói, một cái trang sử họ không bao giờ dạy cho học sinh khi mà bạn học lịch sử, vì một vết nhơ trong lịch sử Hoa Kỳ. Hôm nay tôi tìm tòi và chia sẻ với anh chị em trên YouTube. Thôi đến đây mình xin tạm dừng ha, và chúc các bạn, các anh chị em nhiều sức khỏe, bình an trong cái thời kỳ khó khăn đại dịch này. Tôi xin chào, bye bye.